Hôm qua thì Bitcoin đi ngược cái uh, thị trường chứng khoán Mỹ. Hôm qua SP 500 nhá, tăng 44 điểm, tức là tăng với 1%, Nasdaq tăng 2%, Dow Jones thì uh, tăng 0,6%, nhưng mà Bitcoin ngày hôm qua là giảm nhẹ nhá. Uh, và hôm qua Bitcoin giảm đâu đó là khoảng tầm không phải mấy phần trăm đấy. Đúng rồi, Bitcoin giảm tầm không mấy phần trăm Tức là đi khá là ngược so với Bitcoin à, Bitcoin đi khá là ngược so với cả SP500 à, ETH cũng thế ETH thì hôm qua Cũng giảm không phải mấy phần trăm đấy các bạn Không đáng kể à, ETH giảm không sáu phần trăm Bitcoin giảm không phải hai phần trăm Đi ngược các bạn nhé Thì Bitcoin ngày hôm nay thì như thế nào các bạn nhìn thấy là các cái xu hướng ấy thì nó cho thấy rằng là vẫn là dấu hiệu phân kỳ giảm này. Đấy, có các cái dấu hiệu phân kỳ rồi. Đó, thì uh, trên khung thời gian ngày thì xu hướng ở uh, đang là xu hướng đi ngang các bạn. Nó vẫn là cái vùng cản là 23.000. Vẫn là vùng cản 23.000. Vẫn là vùng cản 23.000 các bạn Đấy. Thì thầy vẫn nghĩ rằng nó cả khả năng nó test cái vùng trên lại một lần nữa Vẫn có thể nha các bạn nhé Vùng uh, uh, 23.800 này này Hoặc cao hơn Đấy, Trước khi nó điều chỉnh uh, Từ giờ đến Từ giờ đến khi mà Fed tăng lãi suất ấy Nó còn rất là nhiều những cái uh, uh, Rất là nhiều cái thông tin các bạn rất là nhiều thông tin đặc biệt là cuối tuần sau Rất là nhiều thông tin Nên là các bạn Các bạn chú ý nhé Đấy, trên không thời gian là 8 giờ Thì à, Nó vẫn có cái cản là vùng 23.000 này các bạn Ngày hôm qua thì test đi Test lại cái vùng 23.000 à, Không thành công Đấy, rồi trên không thời gian 4 giờ trên không thời gian 4 giờ thì là đi say quay đi say quay thì vẫn có khả năng là à, tăng nhé tăng lên vùng này Đấy, trên khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian 2 giờ thì vẫn là cản 23 ba nghìn các bạn hôm nay là cản vùng 23 mươi ba nghìn nói cái vùng cán rất là mạnh đây nó tạo ra một cái vùng cản này Ok Anh chị em có cái câu hỏi về bất kỳ đồng coi nào hãy comment nhé